Với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nâng cao hợp tác công nghiệp quốc phòng, mới đây tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển lãm quốc tế quốc phòng 2022 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này. Tại buổi khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và các đơn vị trong việc tổ chức và tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội rất tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Triển lãm quốc phòng quốc tế trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Ngoài ra, trong khuôn viên triển lãm còn có khu vực trưng bày, kinh tế, quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số. Tại gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam với diện tích khoảng 120m² được thiết kế và dàn dựng theo mô hình khu vực trưng bày chung gồm khu giới thiệu chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. 14 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã trưng bày, quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu có giá trị xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, đồng thời quảng bá chương trình thương hiệu quốc gia của Chính phủ Việt Nam tới doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Thông qua chương trình hôm nay thì doanh nghiệp chúng tôi là mong muốn là bên Bộ Công Thương cũng như là về chương trình thương hiệu quốc gia chúng ta có nhiều hơn và những cái chương trình mà dùng để đẩy mạnh cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận sâu rộng hơn với tất cả các đối tượng khách hàng nói chung cũng như là các khách hàng đặc biệt về quốc phòng nói riêng. Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia 2022 nói chung và trong ngành công nghiệp nói riêng là những doanh nghiệp Việt năng động, đại diện cho khối doanh nghiệp tư nhân Việt, luôn tiếp nhận những điều mới để thay đổi, cải tiến cho phù hợp và hiện đại hóa công tác tổ chức, đồng bộ các cải tiến, chú trọng sáng kiến thông minh để đưa vào ứng dụng thực tiễn. Vốn chỉ đạo thì cái phát triển thị trường trong nước rất mạnh và chúng tôi xuất khẩu cũng là tương đối khoảng gần 20 nước vùng lãnh thổ theo cái định hướng của lãnh đạo tập đoàn cũng như là chủ động chúng tôi cũng phải tập trung sao vào cái cải tiến mẫu mã, thứ hai là cải tiến sản xuất tạo cái sự cạnh tranh tốt trên thị trường. Tham gia cái chương trình này đấy thì chúng tôi nó thấy nó rất là ý nghĩa bởi vì một cái đây nó là một cái sân chơi quốc tế về Bộ Quốc phòng, nhưng mà không chỉ có những cái sản phẩm Bộ Quốc phòng mà có cả Bộ Công Thương. Đấy, những cái sản phẩm tiêu biểu đặc sắc của Bộ Công Thương thì mình tham gia đây cũng là cái quảng bá, một cái cơ hội quảng bá rất lớn về cái hình ảnh sản phẩm của gốm Việt Nam cũng như là sản phẩm gốm Việt Nam. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 được xem là cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè trong và ngoài nước.